xảy ra tại công trình thi công dự án trung tâm thương mại đa chức năng ở đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh lúc 3 giờ sáng ngày 10 tháng 11. Đến nay, chính quyền quận 10 vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để xử lý và làm rõ. Được biết, đây là dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Tây Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Bắc Bình làm chủ đầu tư. Nhà thầu chính là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng An Phong. Quy mô công trình theo thiết kế là một tầng hầm, 7 tầng nổi, tính diện tích là hơn 68.000 m2. Vụ sập được xác định là xảy ra tại tầng thứ 6, đang trong quá trình thi công. Nhiều nhân chứng cho hay vào khoảng 3 giờ sáng ngày 10 tháng 1, họ nghe có nhiều tiếng động rất lớn bên trong công trường. Nhiều người dân thức dậy, chạy lên sân thượng nhìn bao quát thì phát hiện giàn giáo bên trong dự án trung tâm thương mại đa chức năng bị sập, võng xuống, diện tích lên đến 100 m2. Người dân cho hay sau sự cố có nhiều xe ra vào công trình, ngoài ra có một số công nhân bị thương. Một cán bộ công an phường 12 quận 10 xác nhận vụ việc xảy ra vào lúc rạng sáng. Công an phường có ghi nhận hiện trường. Vụ sập giàn giáo xảy ra trong dự án số 11 đường Phương Vận Hạnh. Người này còn nói thêm có nhiều người bị thương nhưng không thông tin rõ chi tiết. Chiều tối ngày 11 tháng 1, phía ngoài công trường có dán thông báo ngừng thi công giàn.